Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Ngay sau đây, mời quý vị đến với câu chuyện thảm họa hàng hải, 4.000 người chết chìm sâu dưới biển. Ngày 20 tháng 12 năm 1987, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra với tàu chở khách Dona Pass của Philippines đã trở thành thảm họa hàng hải tồi tệ nhất trong thời bình, khi con số tử nạn lên tới hơn 4.000 người. Dona Pass là một tàu pha chở khách kích thước lớn được hãng Onomichi Josen của Nhật Bản đóng và hạ thủy vào năm 1963. Tàu có chiều dài 93,1m, độ rộng sườn ngang 13,6m, tốc độ di chuyển 18 hải lý một giờ. Theo thiết kế, tàu có thể chuyên chở 1.518 hành khách cùng 66 thành viên thủy thủ đoàn. Thời kỳ đầu hoạt động tại Nhật Bản, tàu có tên gọi là Hime Yuri Maru. Đến năm 1975, công ty hàng hải Sunpi Seo Lines của Philippines đã quyết định mua lại và đổi tên con tàu này thành Don Sunpi Seo, rồi sau đó là Dona Pass, chuyên phục vụ vận tải hành khách trên hành trình từ đảo Leyte tới thủ đô Manila. Khoảng một tháng trước khi xảy ra tai nạn, Dona Pass được đưa vào xưởng sửa chữa định kỳ, sau đó tàu tiếp tục trở lại phục vụ hành khách trên hành trình đã định. Như mọi chuyến đi khác, vào lúc 6 giờ 30 phút theo giờ Philippines, ngày 20 tháng 12 năm 1987, Dona Pass bắt đầu khởi hành từ thành phố Tacloban, đảo Leyte để tới Manila, thủ đô Philippines, với trạm dừng ở thành phố Catbalogan, đảo Samar. Theo lịch trình, tàu sẽ tới Manila lúc 4 giờ sáng hôm sau. Vào khoảng 22 giờ 30 phút, Dona Pass tiến dần đến Dumalipoy, một vị trí dọc eo biển Taplas gần Marinduque. Trong khi các hành khách đang ngủ thì Dona Pass bất ngờ va chạm mạnh với tàu Vector, khi đó đang chở 8.800 thùng dầu thành phẩm cùng các sản phẩm dầu lửa khác trên hành trình từ Bataan tới Masbate. Ngay sau khi va chạm, dầu trên tàu Vector bốc cháy và lan sang Dona Pass. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn vùng biển xung quanh. Quá hoảng loạn và bất ngờ, nhiều người đã lao xuống biển và ngay lập tức bị lửa trùm kín. Những hành khách còn lại trên tàu cũng chung số phận khi phải đối mặt với một biển lửa khổng lồ. Chỉ một số ít hành khách may mắn bơi thoát qua biển lửa này. Dona Pass chìm trong khoảng 2 giờ sau đó, còn tàu chở dầu Vector thì chìm trong khoảng 4 giờ. Theo thông báo của công ty Sunpi Seo Line, trong số 1.493 hành khách và 60 thành viên thủy thủ đoàn, chỉ có 26 người được cứu sống, hai người trong đó là thủy thủ của tàu Vector. Tuy nhiên, những người sống sót lại cho biết có khoảng 3.000 đến 4.000 hành khách trên tàu. Họ đã thấy rất nhiều người phải ngủ dọc hành lang hoặc chen nhau trên các giường dành cho trẻ em. Thảm họa Dona Pass làm rúng động đất nước Philippines và thế giới. Một cuộc điều tra được tiến hành sau đó đã cho thấy số người thiệt mạng là 1.749. Đây là tai nạn tàu phà nhiều người thiệt mạng nhất trong lịch sử Philippines. Tổng thống Philippines Corazon Aquino đã phải thốt lên: một thảm kịch quốc gia có tầm vóc rất đau đớn. Nỗi buồn của nhân dân Philippines càng đau đớn hơn vì thảm kịch này đã xảy ra khi sắp tới lễ Chúa Giáng sinh. Cuộc điều tra cũng làm hé lộ nhiều sai phạm trong quản lý và vận hành tàu biển của một số công ty vận tải biển. Tàu chở dầu Vector hoạt động không có giấy phép, còn thủy thủ đoàn của Dona Pass lại đi nghỉ, chỉ để một nhân viên tập sự trên đài chỉ huy. Những ngày sau thảm họa, hàng trăm thân nhân các gia đình nạn nhân đã tụ tập tại công viên Rizal, lên tiếng đòi các chủ tàu phải bồi thường cho các gia đình nạn nhân không có tên trong danh sách hành khách chính thức, cũng như làm bản báo cáo đầy đủ những người bị mất tích. Đến năm 1999, dựa trên những kết quả điều tra khác nhau, Tòa án tối cao Philippines chính thức thừa nhận tàu Dona Pass đã chở khoảng 4.000 hành khách. Tòa án cũng ra phán quyết buộc chủ tàu Vector phải có trách nhiệm bồi thường cho các nạn nhân. Cho đến nay, cơ quan chức năng Philippines vẫn không thể xác định được chính xác số người tử vong và cho rằng có thể có số thương vong lớn hơn rất nhiều số lượng được công bố. Ấn bản năm 2008 của Niên giám Thế giới World Almanac thì ước tính số người chết trong vụ đắm tàu này là 4.386. Với số người chết lớn như vậy, nhiều người gọi thảm họa Dona Pass là Titanic của châu Á. Còn tạp chí Time Magazine gọi là thảm họa hàng hải chết chóc nhất trong thời bình của thế kỷ 20. Không chỉ là thảm họa đắm tàu có nhiều người thiệt mạng nhất trong thời bình, Dona Pass còn là thảm họa đứng thứ 10 trong danh sách các thảm họa hàng hải kinh hoàng nhất mọi thời đại. Thảm họa này đã để lại nhiều bài học lớn cho nhiều quốc gia trong công tác quản lý và vận hành tàu biển. Vụ tai nạn này một lần nữa phơi bày lỗ hổng lớn trong ngành công nghiệp hàng hải của Philippines. Nó cho thấy các quan chức địa phương đã tham nhũng và thường xuyên nhận hối lộ và cho phép nhiều con tàu chở quá số lượng quy định. 3 ngày sau vụ thảm họa, công ty Sunpi Seo Line đã loan báo là tàu Dona Pass được bảo hiểm 25 triệu peso Philippines, khoảng 1 triệu đô la Mỹ năm 2011, và công ty sẽ bồi thường cho những người sống sót mỗi nạn nhân 20.000 peso Philippines. Con phà mang tên Sewol chở 476 hành khách bị lật đã để lại một nỗi đau vô kể cho người Hàn Quốc. 8 giờ 58 phút ngày 16 tháng 4, Sewol phát đi tín hiệu cấp cứu đầu tiên ở vùng biển cách đảo Byung Pong 20 km. Chỉ 30 phút sau,
phà đã nghiêng một góc 60 độ, trong khi các tàu tuần duyên và trực thăng mới bắt đầu lên đường tới hiện trường. Sau khi nhận được thông tin về sự cố, thân nhân hành khách trên tàu, trong đó chủ yếu là phụ huynh học sinh trường trung học Danwon, đã tập trung về nhà thi đấu đảo Jindo phía nam Hàn Quốc để ngóng chờ tin tức từ người thân. Bên cạnh sự lo lắng, sợ hãi, họ còn vô cùng phẫn nộ khi chính phủ liên tiếp đưa sai thông tin về số liệu của vụ chìm phà. Số người chết tăng lên, cơ hội sống sót của những người mất tích cũng giảm dần do tàu đã chìm hoàn toàn. Dù đội cứu hộ tiến hành bơm túi khí lớn vào thân phà, nhưng nhiệt độ nước biển thấp 12 độ C rất khó có thể duy trì sự sống cho những người mắc kẹt. Khi tàu gặp nạn, thuyền trưởng Lee Jun-seok không cầm lái. Ông đã ra lệnh cho hành khách ngồi im khi tàu nghiêng, nhưng cũng chính ông là một trong những người rời tàu sớm nhất. Hành động đó của ông đã đẩy sự phẫn nộ của thân nhân hành khách lên cao và có thể coi như hành động giết người. Được biết, hơn 80% trong số khoảng 300 người chết và mất tích là các học sinh một trường trung học ở Ansan, phía nam Seoul. Các em đi phà từ Incheon để tới đảo Jeju, phía nam Hàn Quốc trong một chuyến dã ngoại. Vụ chìm phà Seoul là một trong những thảm họa hàng hải tồi tệ nhất ở Hàn Quốc trong vài thập kỷ qua.